Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và những điều bạn chưa biết. 1. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là một trường đại học chuyên ngành y khoa tại Việt Nam, tọa lạc trên con đường mang tên cố hiệu trưởng thành lập trường Dương Quang Trung. 2. 10 đứa hết 8 đứa đi lộn qua bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, đứa thứ 9 thì hỏi: "Ủa, trên đường Hồng Bằng hả?" Đứa còn lại lết được tới trường nhưng cũng không phân biệt được cổng nào là cổng chính. 3. Hỏi trường ở đâu thì không ai biết nhưng hỏi bệnh viện 115 thì ai cũng biết. Thực tế hai chỗ đó băng qua đường là tới. Hồng hiểu luôn á. 4. Tọa lạc ở vị trí gần những tuyến đường ăn uống, vui chơi lành mạnh như karaoke Sư Vạn Hạnh. 3 tháng 2, cách mạng tháng 8, thành thái, dáng mà quẩy. 5. Là ngôi trường có hệ thống làm mát chuẩn Nam Cực. Dưới cái nắng đổ lửa của Sài Gòn, khi vào phòng học bạn sẽ thấy cái lạnh của Nam Cực đột ngột len lỏi vào trái tờ gym, như cái cách mà người yêu cũ quay lưng với bạn. À, mà quên, thần dân ở đây làm gì có ngư yêu mà biết. Lêu lêu. 6. Và đây chính là lý do vì sao thần dân ở đây ê sắc. Trường 3 mùa, thi lẻ tẻ, thi một lùi và thi lại, không có khái niệm nghỉ. 7. Là một trong những trường hiếm hoi không có phải chạy cơ sở. Nhưng đừng vội vui mừng, bạn sẽ được bù đắp bằng việc chạy qua lại khu A và khu B. Hoặc đáng sợ hơn là chạy bàn giải phẫu, hay sáng chạy bệnh viện, chiều về trường thi, rồi tối về bệnh viện trực tiếp. 8. Có một điều mà các bạn đừng bao giờ tin ở đây là giá tiền gửi xe, vì nó lên xuống như điện tâm đồ. Sáng chiều khác nhau, ví dụ 5 giờ 29 phút là 4K và 5 giờ 30 phút là 5K. Đơn giản vì chú giữ xe thích thế. 9. Tất cả những gì bạn cần khi nộp hồ sơ vào trường là bộ hồ sơ 3 phần. 7 phần còn lại là lòng yêu nghề. Hết. Những cái khác có hay không đều không quan trọng. 10. Ngày xưa được xem là một trong những trường khó vào nhất. Do trường chỉ tuyển hộ khẩu thành phố, từ năm 2017 thì đã mở rộng phạm vi tuyển sinh rồi nè. 11. Tới giờ nhiều đứa vẫn còn tưởng trường Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch là một phần của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. 12. Có những sinh viên dành 6 năm để ra trường, riêng đa khoa thì 6 năm chỉ là trên lý thuyết, còn thực tế thì tùy vào độ siêng của sinh viên và độ khó của đề thi. 13. PNT ở khóa sau rất tích cực mở rộng mối quan hệ với khóa trước, mục đích hàng đầu là chờ kế thừa tài liệu và tiếp theo là tư vấn chỗ thực tập nào dễ có người yêu. 14. Tôi học ở đây mà tôi hổng dám nói, sợ người ta hỏi: "Học Phạm Ngọc Thạch rồi sau này làm ở bệnh viện lao đúng không con?" Không sợ lây lao à? Thôi ghê quá, học trường khác đi. Ai cũng tưởng bệnh viện Phạm Ngọc Thạch là bệnh viện của trường không hà. Các bạn hãy ấn follow để tụi mình làm thêm nhiều trường hơn nữa nhé. Hãy nhấn subscribe, nút đăng ký ở phía dưới để xem thêm nhiều video hay và bổ ích đến từ Kỷ Sài Gòn nhé.